Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Chi Khai Cindy Food Cuộc Sống Singapore. Thì hôm nay em xin hướng dẫn giới thiệu với cả nhà là làm rau câu hình cá chép nha cả nhà. Để đưa ông Táo về trời những ngày dịp lễ Tết này kia mình cúng này kia đâu đó cả nhà. Ở đây em có là hai cái khuôn ha. Hai cái khuôn. Thì sữa đặc 300 g đường, đậu xanh này là đã ngâm qua đêm ha, thì cả nhà đem đi nấu chín. Sau đó thì nấu chín xong thì mình mới bắt đầu xay nha cả nhà ha. Sữa tươi, coconut meal, nước cốt dừa. Ở đây gói rau câu thì cả nhà sử dụng bột rau câu giòn là được ha cả nhà. Thì cái bột rau câu này là em mua ở ở Sinh Song ha, thì một gói như vậy là 13 g. Thì ở đây em sử dụng là hết là 18 g ở cả nhà. Và màu em sử dụng màu thực phẩm ha, màu đỏ. Thì cái phần mà rau câu ở cả nhà 300 g đường, cả nhà cho đường vào trước ha. Cái này là em đã ngâm ngâm để cho rau câu nó nở nha cả nhà. Cả nhà cho đường vào trong cái nồi trước, xong rồi cả nhà mới cho rau câu vào, thì cả nhà mới trộn cho đều lên. Cả nhà trộn cho đều lên thì xong rồi cả nhà mới chế nước vào. Thì cái tỷ lệ nước á, là em làm theo công thức là phía sau cái gói của bột rau câu ha. Thì cả nhà mua cái bột rau câu về thì mỗi cái gói rau câu là nó sẽ có từng ml nước khác nhau ha cả nhà ha. Cả nhà đọc cho kỹ ha. Thì ở đây cái gói này á, là em sử dụng ở đây á, là một gói như vậy á, là sẽ có là một 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 lít 250 ml nước ha. Là em sử dụng ở đây đó, là em đã ngâm vào đây là 600 ml nước em ngâm cho rau câu nó nở cả nhà ha. Rồi cái phần còn lại là nước, còn lại là mình cho nước cốt dừa và sữa tươi vào ha cả nhà. Thì sau khi cả nhà ngâm cái rau câu này nó nở rồi cả nhà, nó nở, cả nhà nhớ ngâm đó là tầm nửa tiếng cho tới 1 tiếng rồi mình hả đem đi nấu ha. Thì mình để cái rau câu qua ngày hoặc là 1 2 hôm á, rau câu của mình nó cũng có bị ra nước cả nhà. Thì bây giờ ở đây ha cả nhà, hồi nãy giờ mà em bấm máy, máy đi hút. Thì bây giờ ở đây cả nhà, ở đây là em có 150 g đậu xanh đã nấu chín ha, và 50 ml nước cốt dừa, 50 ml sữa tươi. À, cả nhà cho vào đây là 3 giọt màu vàng ha. Bắt đầu là xay nhuyễn. Mình xay cho cái hỗn hợp này nó nhuyễn cả nha. Vậy là được ha cả nha. Thì bây giờ sau khi cái rau câu của em á cả nhà, em nấu nó sôi lên ha, thì bắt đầu em sẽ chia nó ra làm hai phần. Và sau đó là em cho nước cốt dừa vào. Em cho 250 ml nước cốt dừa, 250 ml sữa tươi và 1 muỗng canh sữa đặc ha cả nhà ha. Thì em cho vào bên cái nồi bên đây là cái phần màu trắng ha. Còn cái phần màu vàng ở đây á, phần màu vàng ở đây á, đậu xanh á, thì em đã pha nước cốt dừa và sữa tươi vào rồi em xay ha cả nhà. Xay cho nó nhuyễn. Rồi bây giờ em cho vô cái phần màu vàng này. Và mình cũng đem đi nấu cho nó sôi lại nha cả nhà. Thì sau khi mình đun nóng cái phần mà màu trắng á, bột rau câu màu trắng á, cho nó chín lên rồi cả nhà. Thì bây giờ tiếp tới mình sẽ đun nóng cái bột màu vàng này luôn ha. Cái bột đậu xanh màu vàng này. Em nhận lửa vừa lại. Cho cái hỗn hợp này nó sôi lên ha cả nhà. Nó sôi lên thì cả nhà tắt bếp. Thì bây giờ ở đây á, là em sẽ nhỏ một giọt màu màu đỏ vào rồi ha. Bây giờ em sẽ cho một ít bột rau câu màu màu trắng vào. Mình làm cái vây cá hai khuôn luôn, khuôn này em cũng làm giống nhau tương tự vậy.
mình chờ cho nó nguội lại thôi cả nhà. Cái này, cái rau câu này nó đặt lại, bắt đầu mình chế cái lớp khác vào. Thì bây giờ cái phần rau câu màu đỏ này là cả nhà, nó nguội rồi, bây giờ em sẽ cho tiếp vào ha. Em sẽ cho cái phần màu trắng lên luôn. Cho ra rìa cái đuôi của con cá nữa. Còn bên đây cũng như vậy nha cả nhà. Khi mà cái phần này nó nguội rồi mình mới đổ tiếp cái phần màu khác lên thôi cả nhà ha. Thì bây giờ em cho cái phần màu màu trắng lên rồi cả nhà. Thì em chế vào trong đây một ít rau câu và một ít màu xanh thôi cả nhà ha. Bắt đầu chạy cả nhà, chế lên cái thành cái dành của con cá trên đây nè, mình tạo màu thôi cả nhà ha. Con cá chép này nó nhiều màu lắm, cả nhà muốn làm màu gì cũng được hết á. Thì bây giờ sau khi cái phần bột mà cái rau câu mà cái màu trắng này nó gần khô rồi nha cả nhà, cả nhà đừng có chờ cho nó khô quá nha, nó gần khô rồi em chế tiếp cái bột màu vàng này lên luôn, cái phần màu vàng này lên. Con cá tiếp theo bên này cũng vậy nha cả nhà. Rồi cả nhà chờ cho nguội ha. Thì sau khi mà em đã để cái phần màu vàng này vào xong rồi cả nhà, thì bây giờ mình đi tạo xung quanh con cá này, nó có nhiều màu lắm. Cái này là em cho màu rau ha, là cái màu nâu của cả nhà, để em làm luôn con mắt của con cá luôn. Khi mà bột rau câu mà cả nhà thấy nó nguội lại rồi cả nhà, thì cả nhà phải đem đun nóng nha, đun nóng nha, thì cả nhà mới chế vô tiếp cái bột rau câu, cái phần mà nó đang nguội ha, chứ còn không là nó bị tách lớp nha cả nhà nha. Thì cả nhà thấy cái phần bột màu vàng nó đã khô lại rồi, bây giờ em cho tiếp cái màu trắng này lên. Cá bên đây cũng như vậy luôn đó nha. Em chờ cái lớp bột này khô rồi em sẽ cho cái lớp bột cuối cùng là màu vàng thôi cả nhà. Cái phần rau câu cuối cùng là màu vàng vào. Thì bây giờ cái phần con cá bên đây cả nhà, em che em cái khăn cho đừng có nghiêng xuống ha. Thì bây giờ em mới chế luôn cái phần tiếp cái rau câu
còn lại vào cái con cá bên này. Cả nhà cho rau câu nó đun sôi thiệt là sôi lên lại ha cả nhà mới chế vô lớp tiếp theo ha. Như vậy đó thì rau câu của mình nó ra nó không có bị tách lớp. Cho đều ra phần vây cá luôn nha cả nhà. Thì bây giờ sau khi cái phần rau câu của mình đó cả nhà mình nấu xong rồi ha, mình để nó đặt ha. Thì bây giờ ha, mình tách cái phần rau câu cả nhà. Cả nhà có tâm á, cả nhà dùng cái tâm á cả nhà. Cả nhà lặn theo cái lặn theo cái mí của cái rau câu này nè cho nó tách ra, nhất là mấy cái vây này kia đâu nè cả nhà. Cả nhà có xem thấy rõ không ạ? Sau khi nó tách ra được như vậy ha thì cả nhà vặn cái khuôn đó cả nhà. Xong mình để con cá xuống ha. Mình để con cá xuống rồi mình vặn cái khuôn ha cả nhà. Đó. À, hai con cá. Cá chép. Cả nhà có thấy rõ không ạ? Hai con cá chép ạ. À. Đẹp quá luôn cả nhà. Bình thường á là em đổ rau câu em bán là rau câu mình đổ là nhiều lớp á cả nhà, lớp lá dứa rồi lớp rau nước cốt dừa lên he rồi hoặc là rau câu cà phê, nhưng mà cái này là lần đầu tiên mà em làm cái rau câu con cá này nè. Nè. Đẹp quá luôn đó cả nhà. Em xoay máy quay quay lại cận cảnh cho mọi thấy, cho mọi người thấy rõ ha. À. Cả nhà có thể làm theo công thức như vậy giống em ha. Thì với cái công thức như vậy là mình sẽ ra được là hai con cá, hai cái hai phần rau câu con cá như vậy ha cả nhà. Để mà mình làm mình cúng trong những dịp lễ Tết này kia đồ cả nhà. Rất là đẹp luôn. Và rất là ngon luôn ha. Vì cái phần màu vàng này là em xay đậu xanh á, xay đậu xanh á em để vào.